Sáng mùng 4 tháng 8, thêm 4.271 ca mắc COVID-19, riêng Bình Dương 1.032 ca. Bản tin dịch COVID-19 sáng mùng 4 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết có 4.271 ca mắc COVID-19 tại 17 tỉnh, thành phố. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là 2.365 ca, Bình Dương là 1.032 ca. Gần 7,3 triệu liều vaccine đã được tiêm chủng ở nước ta. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới, tính từ 19 giờ ngày mùng 3 tháng 8 đến 6 giờ ngày mùng 4 tháng 8 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.271 ca nhiễm mới. Trong đó 4 ca nhập cảnh và 4.267 ca ghi nhận trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh 2.365, Bình Dương 1.032, Tây Ninh 194, Đồng Nai 164, Long An 146, Đà Nẵng 93, Bình Thuận 77, Vĩnh Long 60, Cần Thơ 37, Phú Yên 28, An Giang 24, Bình Định 23, Đồng Tháp 14, Bạc Liêu 4, Đắk Nông 4, Lâm Đồng 1, Lạng Sơn 1, trong đó có 1.044 ca trong cộng đồng. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tính đến sáng ngày 4 tháng 8, Việt Nam có 174.461 ca nhiễm, trong đó có 2.328 ca nhập cảnh và 172.133 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 170.563 ca, trong đó có 48.057 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Thái Bình. Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến sáng mùng 4 tháng 8, cả thế giới có 200.185.577 ca mắc, trong đó 180.477.429 khỏi bệnh, 4.257.739 tử vong và 15.450.409 đang điều trị, 92.253 ca diễn biến nặng. Trong ngày, số ca mắc của thế giới tăng 579.205 ca, tử vong tăng 9.258 ca, châu Âu tăng 119.086 ca, Bắc Mỹ tăng 107.928 ca, Mỹ 86.744, Nam Mỹ tăng 55.339 ca, châu Á tăng 264.742 ca, châu Phi tăng 30.668 ca, châu Đại Dương tăng 1.443 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 82.427 ca, trong đó Indonesia tăng 33.900 ca, Malaysia tăng 17.105 ca, Thái Lan tăng 18.901 ca, Philippines tăng 6.879 ca, Myanmar tăng 4.713 ca, Campuchia tăng 577 ca, Lào tăng 250 ca, Singapore tăng 102 ca. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-1, tổng số ca được điều trị khỏi 50.831 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 463 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 20 ca. Tình hình xét nghiệm. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 6.451.122 mẫu cho 18.303.458 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-1. Trong ngày có 405.884 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 7.291.808 liều, trong đó tiêm một mũi là 6.547.477 liều, tiêm mũi 2 là 744.331 liều. Những hoạt động của ngành y tế trong ngày. Bộ Y tế có công văn gửi dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc về hướng dẫn tiêm hai liều vaccine phòng COVID-19. Theo đó, những người đã tiêm mũi một vaccine nào thì tốt nhất tiêm mũi hai cùng loại đó. Bộ Y tế tiếp nhận 415.000 liều vaccine AstraZeneca từ chính phủ Anh tặng. Hiện lô vaccine được đưa về kho lạnh bảo quản tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã có 500 giường đi vào hoạt động, dự kiến sẽ mở rộng số giường dần lên đến 700 trong những ngày tới khi được Bộ Y tế tăng cường trang thiết bị và nhân lực. Hà Nội trưng dụng nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức thành nơi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Dạ vâng, cảm ơn bà con vừa xem xong video ngắn chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như trên địa bàn cả nước. Nhờ bà con mình chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình COVID-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như là trên địa bàn cả nước. Thì có những thông tin nào mới thì miền Tây Hậu Giang cố gắng cập nhật nhanh nhất và sớm nhất để cho bà con mình sớm nắm bắt được những cái thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thì miền Tây Hậu Giang cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã theo dõi cái video. Thì nhờ bà con mình chia sẻ cho nhiều người được biết cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và được cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh miền Tây Hậu Giang ạ. Vâng, miền Tây xin chào, hẹn gặp lại.